Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần, Chelsea đại chiến Man City. Tâm điểm của bóng đá châu Âu cuối tuần này là đại chiến Chelsea với Man City ở vòng 6 Premier League. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo cùng Man U đối đầu Aston Villa. Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần vòng 6 Premier League 18 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, Chelsea, Man City 18 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, Man U, Aston Villa 23 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, Genford, Liverpool 22 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, Arsenal, Tottenham vòng 7 La Liga 20 giờ ngày 25 tháng 9, Alaves, Atletico Madrid 0 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, Sevilla, Espanyol 3 giờ ngày 26 tháng 9, Real Madrid, Villarreal 22 giờ 15 phút ngày 26 tháng 9, Barcelona, Levante vòng 6 Serie A 21 giờ ngày 25 tháng 9, Lazio, AC Milan 0 giờ ngày 26 tháng 9, Inter Milan, Atalanta 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, Juventus, Sampdoria 0 giờ ngày 27 tháng 9, Lazio Roma, AS Roma 2 giờ 45 phút ngày 27 tháng 9, Napoli, Cagliari vòng 6 băng Zetliga 20 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, Hertha Berlin 23 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, Mönchengladbach, Dortmund vòng 8 Ligue 1 0-0 ngày 26 tháng 9, Cha, Lille 3 giờ ngày 26 tháng 9, Lyon, Lorient 3 giờ ngày 26 tháng 9, Paris Saint-Germain, Montpellier 23 giờ ngày 26 tháng 9, Le Mans Foot, AS Monaco 2 giờ 45 phút ngày 27 tháng 9, Max In, Lens Premier League mới đi qua được 5 vòng đấu, nhưng cuộc đua vô địch đang rất căng thẳng. Chelsea cùng với Liverpool, Man U chia sẻ 3 vị trí đầu tiên và đều có được 13 điểm 5 trận, trong khi Man City xếp thứ 5 với 10 điểm. Trận đấu tâm điểm ở vòng đấu này là cuộc so tài giữa Chelsea và Man City tại Stamford Bridge. Đây là lần đầu tiên kể từ trận chung kết Champions League 2021, hai đội mới tái ngộ nhau. Nếu như đương kim vô địch Man City chơi có phần bất ổn và mất điểm khá lãng xẹt, thì Chelsea đang thi đấu đầy ấn tượng khi dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhờ lối chơi công thủ toàn diện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thomas Tuchel, xét về sự ổn định, Chelsea được đánh giá cao hơn cùng cái duyên khi đối đầu Man City. Với lợi thế sân nhà Stamford Bridge, The Blues sáng cửa giành 3 điểm để tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng. Ở vòng đấu thứ 6 này, Man U sẽ tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford. Phong độ chói sáng của Cristiano Ronaldo với 4 bàn 3 trận cùng đội hình chất lượng, Quỷ Đỏ nhiều cơ hội tìm kiếm được chiến thắng. Liverpool có cơ hội giành chiến thắng khi làm khách trên sân Genford. Arsenal sẽ có trận đấu hứa hẹn đầy khó khăn khi tiếp đón Tottenham, đội bóng đang rất khát điểm, trên sân nhà Emirates. Ở vòng 7 La Liga, đội đầu bảng Real Madrid sẽ có trận đấu không dễ dàng trước Villarreal trên sân Bernabeu. Đương kim vô địch Atletico làm khách trên sân của Alaves, với mục tiêu chiến thắng để đua vô địch. Sau hai trận hòa tệ hại trước Granada và Cadiz, Barcelona buộc phải thắng Levante nhằm tránh nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng. Sevilla cũng đối đầu Espanyol trong trận đấu hứa hẹn khá căng thẳng. Ở vòng 6 Serie A, đương kim vô địch Inter Milan sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Atalanta, đội bóng khá mạnh của nước Ý trong 3 năm trở lại đây. AC Milan kỳ vọng giành được 3 điểm khi làm khách của Spezia. Juventus vừa hồi sinh sẽ tiếp đón Sampdoria trên sân nhà. Đội đầu bảng Napoli nhiều khả năng sẽ giữ được vị trí khi chỉ phải gặp Cagliari tại San Paolo. Tâm điểm ở Serie A cuối tuần này là trận derby giữa AS Roma và Lazio Roma, thử thách lớn đầu tiên của huấn luyện viên Jose Mourinho. Ở vòng 6 băng Zetliga, áo quân giờ Beji tiếp đón Hertha Berlin trên sân nhà. Dortmund đối mặt thử thách khó khăn hơn khi làm khách trên sân của Mönchengladbach, đội bóng đang rất khát điểm. Ở vòng 8 Ligue 1, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain tiếp tục hướng đến thành tích toàn thắng khi tiếp đón Montpellier trên sân Parc des Princes. Dù Messi khó ra sân do chấn thương, nhưng với Mbappe, Di Maria hay Neymar, Paris Saint-Germain quá mạnh so với các đối thủ ở giải Pháp. Đương kim vô địch Lille làm khách trên sân của đội ở nhóm cuối bảng cha. Lyon đối đầu Lorient, AS Monaco làm khách của Le Mans Foot, còn Marseille tiếp đón Lens trên sân nhà Velodrome.